Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Túng Tiền Channel của mình. Hôm nay thì chung thì mình mới đi nhập một cái con xe tải 4 chân về. Đấy các bạn thấy cái logo thương hiệu không? Có ai còn biết cái thương hiệu này không? Có ai không biết cái logo với cái thương hiệu này không? Nếu các bạn không phải là dân tài, không phải là dân lái xe hoặc là một người chưa va chạm hoặc là ít biết thì mình sẽ nói luôn. Đây là cái con xe tải phao, đấy, ai còn gọi là xe giải phóng ấy. Đấy. Nay thì mình rất vui khi được trên tay em nó. Đấy. Nói chung là review nhanh cho anh em. Đấy. Đây là cái con xe tải phao của Tàu Khựa. Nói Tàu Khựa thôi chứ nó chất lượng cũng khá là ổn định đấy. Đấy. Nói chung thì các cái con thương hiệu khác như Hyundai, DU hoặc là Tata thì độ bền khoảng 20 năm. Đấy. Con này thì chỉ gần trong vài năm là được rồi. Với tiêu chí là giá rẻ. Đấy. Mọi người cũng đều có thể mua. Đấy, con này như là tỷ mấy á, hoặc là gần 1 tỷ gì đấy, không rõ nữa. Đấy. Còn đối với các thương hiệu Hyundai hoặc cái nó bây giờ tầm khoảng 2 tỷ mấy, 3 tỷ. Đấy, con này có tầm 1 tỷ là con đi được rồi. Đấy, đấy con này thì chassis rất là dài. Con này chassis cũng phải tầm 11 đến 12 mét đấy. Không phải ngắn đâu. Đây, đây là hệ thống cầu xe. Đấy. Với hai cầu và xe thì sử dụng hệ thống phanh hơi lốc kê toàn phần hai chiều ấy. Bạn thấy cái bầu hơi lốc kê của nó rất là to. Xe thì sử dụng treo lá nhíp. Bao nhiêu nhíp? Bao nhiêu lá nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 lá. Hai tầng 13 lá nhíp. Kiếp nhiều thế. Một số cái ốc ác thì được mạ vàng này, đúng không? Mạ vàng này. Đây là các hệ thống giằng cầu này, giằng cầu cha đấy, giằng hai cầu với nhau. Xe thì sử dụng hai cầu. Đấy. Đây là chassis. Đây là các cái hệ thống bầu hơi khi nén để phanh ok này. Đấy. Hai bầu hơi ở chassis này. Đây là các đăng. Đấy, trên chassis thì cũng có rất nhiều lỗ li ti để bắt các cái bắt thùng. Nhưng mà có cái điều lạ, đặc biệt lạ là mình không thấy cái thanh ngang của chassis đâu. Đấy. Con này chassis cũng khá là dày đấy. Đấy. Không thấy các thanh ngang, cánh ngang như này này, ngang như này này, không thấy đâu ấy. Bên dưới thì đây là trục trước, bên lái phía trước. Đấy. Đằng trước cũng hai chục bên lái, hai cầu hai dí. Đây là dí trước cũng sử dụng lá nhíp, với ba lá nhíp, ba hay bốn lá gì đấy, à bốn lá, và các cái phụt chấn lưu dầu giảm sóc phụ thêm nữa. Đây là hình như là hộp số và các đăng nối ra, ở các đăng nối hộp số ra. Đấy, con này thì sử dụng hộp số Passfuller với 12 hay 16 cấp số vậy, mình nhớ không nhầm thế. Đấy, đây là hộp số và động cơ. Đấy. Bên mình đang bên dưới gầm xe. Bây giờ mình xin ra ngoài. Đây. Em ở đây. Saipan GH6. Đấy. Với 3 bình nhiên liệu à? Hình như 3 bình nhiên liệu sao ấy. 3 bình nhiên liệu. Ba bình nhiên liệu, bởi vì bên Trung Quốc thì họ thường di chuyển với đặc hình đặc thù là diện tích rộng và lớn và quãng đường di chuyển dài, cho nên là các cái dòng xe bên Trung Quốc thì thường được trang bị bình nhiên liệu rất là to. Đây ba bình nhiên liệu. Thực ra thì cái con xe này thì mình thấy một số kênh trên YouTube thì họ có làm, nhưng mà có điều là mình để ý rằng là cái bánh trục dí thứ hai từ trên xuống này, một số bạn thì nó chỗ đây là cái bình dầu,
vì con này là vừa đầu kéo có hai sắc xi 8x8 và 6x4. Thì một số bạn thì để mình dầu ngay đây thì cái bánh xe phụ, cái máy bánh lái cái dí phía trước nó cũng nằm ở đây thì chúng ta cũng bình dầu kìa đấy, làm ra nó giống như kiểu nó bị lỗi mót. Thực ra thì cái này các bạn khi chơi thì nên bỏ cái bình dầu này đi. Và nếu mà bạn chạy đầu kéo thì ở đằng sau cabin đây này nó sẽ có một cái đây, ngay chỗ này là vị trí bắt cái bầu lọc gió cho động cơ. Nó sẽ sử dụng hai bộ lọc, một lọc khô và hai lọc ướt. Nếu mà bạn chạy bốn chân thì bỏ cái bầu lọc đi, còn khi mà chạy đầu kéo thì cho lọc vô. Bởi vì khi mình gác thùng lên thì nếu bạn để cái bộ lọc ở đây thì nó sẽ gây ra giống như kiểu là nó không đồng nhất đấy. Mình để ý là một số kênh thì họ làm thì trên cabin này nó sẽ có một mũi gió và hai bên cabin nó sẽ có một cánh, hai cánh tà hai bên nữa. Một số kênh thì nó lắp cái mũi gió với cánh tà chung vào với nhau đấy, làm ra nó gây ra hiện tượng là không phải là hiện tượng, nói chung là nó hơi bị gọi là nhìn nó hơi bị chối một tí, mình thấy hơi bị chối một tí đấy. Con này thì mình đao ở trên trên trang S2 xây mod, cái này thì trên diễn đàn VNS cũng đầy. Mình đao con này trên diễn đàn trên trang S2 xây mod đấy, bốn chân chưa có cái gì hết, mới nhập về đấy. Ôi, bây giờ thì mình vô trong cabin mình xem nội thất bên trong đấy, các bạn thấy nội thất bên trong xe đây. Đấy, con này thì bây giờ thì nó cái vô lăng thì giống như kiểu là nó được để mình khởi động động cơ sao đó. Đấy, sao giờ nó chưa xì vậy. Đây, đây là bảng đồng hồ trung tâm Tablo với hai cái đồng hồ tròn tròn rất là to, và ở giữa là màn hình hiển thị các thông tin chi tiết. Logo thì cái vô lăng thì sẽ có một cái logo hình số 1. Đấy, cái logo này được mạ vàng nhưng mà nó sẽ nhìn theo giống như kiểu nhìn nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau thì nó sẽ ngả màu vàng, các bạn thấy không? Đấy, khi ánh nắng mặt trời nó chiếu rọi vô thì nó sẽ quay ở nhiều góc độ khác nhau để cho mạ vàng ngả ra màu vàng đấy, rất là đẹp. Hình như trong đây nó cũng được trang bị luôn cả cái đầu châm thuốc này đấy. Đây là màn hình GPS nhưng mà không biết là con này bị lỗi hay gì mà màn hình GPS nó có lên đâu đấy. Đây là tần số, đây là ghế bên phụ đấy. Con này có kết nối hơn các xe châu Âu khác, mà cái ghế phụ thì nó được trang bị luôn là ghế hơi. Xe thì cabin đầu cao nó sẽ được trang bị hai giường và gối chiếu đấy, linh tinh các thứ đấy, không gian thì khá là rộng rãi. Cái chỗ mà này, trung tâm này được mạng chrome này trồng vãi chùa đấy. Xe thì sử dụng động cơ Wicha 500 mã lực, hộp số như mình nhớ nhầm 16 12 gì nhớ rõ cơ Wicha. Nó sẽ có hai phiên bản động cơ khác nhau, một là sử dụng Wicha, hai là sử dụng động cơ phao. Nhưng mà theo mình thì đối với phiên bản lớn to này thì chắc chắn nó sử dụng động cơ Wicha, vì trên động cơ Wicha nó sẽ được trang bị một cái công nghệ của châu Âu, đó là cái công nghệ phun nhiên liệu Camaril của tập đoàn Daimler Đức đấy. Nói chung thì Trung Quốc thì đang là ông chủ của rất nhiều các thương hiệu châu Âu như Volvo này, Daimler này, Mercedes-Benz này đấy. Nói thế thôi, mình cũng phải đi lên đường chứ nhờ, lên đường này để lắp thùng lắp thiếc chứ này. Ai để như thế này chơi được à. Đây mình sẽ vô đây để đóng thùng. Đây làm gì mà đi xa thế, 42 cây ông nội. Không đi đường đấy, đi đường đấy được lại thế, nó bắt mình đi nó chuyện giường nào anh biết. Custom navigation thì đến đây thế mới đi, đây mà bắt mình đường vòng ô là thì thật. Không cần GPS. Hai mình lên đường. Giời ơi, quá nặng. Lên
Quả này có cái tiệm xì hơi gọi là cực kỳ là chối, không thể nào chối hơn được. Quả hơi thì rất là to. À, nhìn vào nha. Ê, vừa bật cần gặp nước nơi. Trong cái có một cái màn hình cũng khá là to, hiển thị đầy đủ các cái thông tin từ hai bên kính chiếu hậu, phần trước, bên hông đấy. Khỏi cần phải nhìn gương chiếu hậu bên ngoài mà vẫn có thể biết được rằng là mình đang đi đâu. Đấy, bốn chân đi phật vư bão. Đúng điệu động cơ V-chai, nhưng mà nghe tiếng động cơ V-chai không? Cho mình ở đây là động cơ V-chai chứ không phải động cơ phao đâu. Cơ phao thì nó sẽ có một tiếng hơi khác khác một tí, nhưng mà động cơ phao, động cơ V-chai thì thông tin thêm rằng là các mẫu xe giường nằm đình đám của Việt Nam như là Thaco Mui Home ấy. Mình chỉ nói Thaco Mui Home nhá, chứ mình không nói đến Hyundai. Không nói đến Thaco nhiều, bởi vì thương hiệu này thì Thaco thì cũng là đơn vị liên doanh lắp ráp giữa Hyundai và Thaco. Đấy, sẽ giường nằm thì có hai phiên bản, một là nội thất, động cơ và khung gầm, cầu bệ của Hyundai do Thaco lắp ráp. Trên xe thì sẽ có hai thương hiệu, logo và Thaco. Con đó thì sử dụng nội thất động cơ và Hyundai, động cơ khung gầm thì của Hyundai. Đấy. Còn con thứ hai nữa là cái con Thaco Mobi Home. Con này thì sử dụng nói chung là Thaco nhập khẩu khung gầm, nói chung là khung sườn đấy, và nói chung là khung gầm, cầu bệ gầm số thì Thaco lại nhập riêng. Đấy. Động cơ lại nhập riêng, giống như kiểu là ba món thập cẩm vô với nhau ấy, theo mình như thế. Nó thì cũng sử dụng động cơ V-chai. Thì trên động cơ V-chai thì nó như mình có nói là trang bị một công nghệ tiết kiệm nhiên liệu của tập đoàn Daimler Đức. Đấy. Đây. Mình sẽ gác thùng lên cho em nó. Thấy không? Rồi xong rồi đấy, mình đi đóng khung giáo thôi. Đấy. Rồi xong rồi, mình đi đóng thùng thôi. Trời mưa khá là to và nặng hạt. Đấy, với màu sơn đỏ chót luôn. Mình thấy mình thấy rằng là cái sắc xi của nó thì không dài, nhưng mà khi lắp thùng lên thì thấy xe nó rất là dài. Có ai nhận thấy điều đó không nhỉ? Mình thấy rất là dài. Con này có một cái điệu là mỗi lần bật lỡ cái xì hơi cực kỳ là ghét cái điệu, không biết phải làm sao. Đây, bây giờ nhìn vào một góc xa. Đấy. Thấy con xe này đẹp không? Không nói tệ, nhưng mà có điều là khung gầm sexy thùng xe nó rất là dài. Khá là dài. Nó dài hơn 5 chân ở Việt Nam rất là nhiều. Đặc biệt là cái khoảng rộng, cái khoảng cách đặt trục hai cái dí phía trước của nó khá là thưa. Rất là thưa. So với Hyundai thì Hyundai đặt khá là sát, và đối với thương hiệu thứ hai là thương hiệu xe tải rác thì nó đặt khá là sát, và con này đặt cực kỳ là thưa luôn. Đối với Hyundai với lại xe tải rác thì hoặc là Daewoo thì hơi thưa một tí, nhưng mà Hyundai với lại xe tải rác thì nó đặt khá là sát, như kiểu cặp
hai cầu phía sau ấy, đặt sát như thế. Còn con này đặt rất là thưa, có thể nhét thêm một chục nữa ví dụ ở đấy đấy. Có thể nhét thêm một cái chục một tí nữa ở đó vừa mình cũng lên đấy. Thưa hết thưa hát, bởi vì bên kia là là cái ống xả là cái bô ấy, nó đặt ngang bên kia. À, bạn thấy mình khi mình đặt cái thùng lên là mình bỏ luôn cái bầu lọc gió nữa. Nếu bạn để bầu lọc gió ở đây thì nó khi mà bạn đặt thùng lên ấy thì nhìn trông nó kiểu là nó ghép chồng với nhau ấy, thì nó hơi bị xấu tí. Đấy. Nói chung thì khi đặt thùng lên trong xe khá là ổn đấy. Và nói chung thì hôm nay thì cũng chỉ đi lắp thùng đóng thùng cho em thôi đấy. Nên tới gara đóng thùng cho em nó đúng không? Sau mình sẽ đi chở hàng đấy, đi chở hàng từ đây chở đi thôi đấy. Và video hôm nay nói chung là đi mua xe và lắp đóng thùng cho con xe tải pha 4 chân của mình xin phép kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy video mình hay thì đừng quên cho kênh mình một like, share và subscribe kênh YouTube của mình, ủng hộ mình giúp mình có thêm nhiều động lực để làm thêm nhiều các video hay hơn và hấp dẫn hơn. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.